ta sẽ xử lý trước hết là với cái bài toán này ấy, thì cái quan trọng đấy là việc các bạn vẽ hình cái trọng tâm các bạn biểu diễn nó như thế nào, và để chúng ta tận dụng được cái tính chất trọng tâm trong vấn đề về tỷ số đấy, đấy là cái quan trọng. Thế thì như năm trước thầy dạy các bạn về cái phần trọng tâm ấy đã nói rồi đúng không? Khi các bạn muốn vẽ trọng tâm, chúng ta có thể vẽ là hai đường trung tuyến, hoặc các bạn chỉ cần vẽ một đường trung tuyến thôi, sau đó chia theo tỷ số là 2/3, thế là xong. Bài này thì chắc chắn là chúng ta phải tạo thêm đường song song thì mới có được tỷ số, đúng không? A này, B, C. Đây là trung tuyến. Trên trung tuyến này, đây là G là trọng tâm. Đây. Rồi, làm những tay vẽ nó hơi bị cắt hơi bị xa rồi. Thôi nhá, không sửa nữa. Câu A nó cũng không cần phải viết dài. Ok, đấy. AB trên AM. À, nó liên quan đến điểm P đúng không? Rồi, câu A chúng ta không cần phải kéo dài bởi vì nó không liên quan đến điểm P. Thế này thôi. Ok. Đấy. Đây là G. Cắt AB tại M. Đây, tại N. Thế thì muốn có cái tỷ số là AB trên AM. Nào, bạn Bảo Nam trình bày nào. Bảo Nam chỉnh lại cái mic đi nhá. Mic của con không nghe rõ đâu, không nghe được đâu. Nó bị ồm ồm, nó bị lẫn âm, tạp âm ở đâu ấy. À, ok. Chúng ta kẻ song song qua B và C, chúng ta kẻ đường thẳng song song với MN, hai đường song song với đường thẳng D, nó cắt AG tại hai điểm E và F. E và F, điểm này chúng ta gọi là điểm O đi, nhớ là O là trung điểm của BC. Như vậy thì G sẽ là trọng tâm và lúc này chúng ta sẽ có được cái tỷ số kia. Ok, bây giờ là câu A. Câu A. Đầu tiên là AB trên AM bằng cái gì các bạn? Bằng AE trên AG đúng không? Ok. Tiếp tục, AC trên AN. AF.
AF trên AG. Ok luôn. Từ đây chúng ta suy ra là AB chia cho AM cộng với AC chia cho AN thì bằng AE cộng với AF chia cho AG. Rồi xong, đến đây làm nào tiếp? Đến đây chúng ta không tách như thế mà chúng ta tách ra thằng này nó chính là bằng AO trừ đi OE cộng với AO cộng với OF, có đúng không các bạn? AE thì bằng AO trừ đi OE, còn AF thì bằng AO cộng với OF. Nhưng OE và OF lại bằng nhau. Tại sao bằng nhau? Do hai cái tam giác này thế nào? Hay là do cái định lý Thales cũng được. Thales thì OB trên OC thì bằng OE trên OF, đúng không? Nhưng mà OB bằng OC, như vậy OE bằng OF. Do đó từ đây chúng ta được cái kết quả này sẽ bằng 2 lần AO chia cho AG. Nhưng do tính chất của trọng tâm thì AO thì bằng 3 phần 2 của AG, có đúng không các bạn? Và cái tỷ số này đúng bằng mấy đây? Đấy. Những cái bài toán mà liên quan chứng minh cái tỷ số mà liên quan đến trọng tâm nhá, thì các bạn chú ý cái phương pháp kẻ thêm đường song song và ứng dụng tính chất của trọng tâm. Được chưa? Thầy đang nghĩ bài này là bài quen thuộc mà các bạn chúng hình như là vẫn đang mải ăn Tết hay sao? Có khó không các bạn? Bài này có khó không? Chụp đi. Rồi ok nhá, bây giờ đến câu B. Trong biểu thức này nhìn nó có sợ không các bạn? Lát Thảo có ý tưởng thì làm câu B không? Chưa có ý tưởng. Chưa có à? Bạn nào có ý tưởng? Chúng ta phải xem để xử lý cái này kiểu gì đã, đúng không? Phân tích xem là nên đi theo hướng nào. Cái biểu thức nó nhìn trông đã thấy sợ rồi. Thực sự là phức tạp. Bây giờ có cả điểm P nữa mới căng. Thầy gợi ý các bạn một tí. Hãy xử lý vế trái cho gọn gàng hơn. Phương Thảo đang xem mấy à? Đang xem Gặp Nhau Cuối Năm à? Đúng rồi. Sao thấy cười tươi thế? Em con này đâu mà cười bọn đi đã. Các bạn hãy xử lý cái vế trái cho nó gọn gàng hơn. Hãy để ý AM với BM thì nó là cái gì? Nó liên hệ với AB ra làm sao? Thầy sẽ xử lý một biểu thức cho các bạn, sau đó các bạn thử suy nghĩ tiếp nhá. AB bình phương chia cho AM nhân BM, chúng ta sẽ xử lý cái thằng này.
À, cái này bằng AB thì chính là AM cộng với MB. Sau đó chúng ta khai triển cái thằng này bình phương ra. Bằng gì các bạn nhỉ? Hàm đẳng thức AM bình phương cộng với 2 lần AM nhân với BM cộng với BM bình phương chia cho AM nhân BM. Đây bằng gì nhỉ? Bằng thằng này chia thằng này, còn AM trên BM cộng với cái này là 2, sau đó là cộng với BM chia cho AM. Có đúng thế không? Tương tự như vậy, chúng ta có tương tự thì AC bình phương chia cho AN nhân với CN bằng AN chia CN cộng với 2 rồi cộng với CN chia cho AN. Như vậy chúng ta có thể kết luận vậy vế trái sẽ bằng 4 đúng không? 2 cộng 2 bằng 4. Sau đó là cộng với AM trên BM. Đúng này không? Được chưa? Thế đến đây nhìn trông nó vẫn cồng kềnh quá mà vẫn chưa áp dụng được cái gì ở trên này cả. Thế thì từ cái giả thiết ở bây giờ theo chứng minh ở câu A ở bên trên này, từ đây chúng ta suy ra cái gì các bạn? AB thì chính bằng gì? AM cộng với BM chia cho gì? Chia cho AM cộng với AN cộng với CN chia cho AN bằng 3. Và từ đây chúng ta suy ra đây là biến đổi hoàn toàn là đại số các bạn nhé, đều là đại số chứ chưa có cái gì chúng ta vận dụng hình học. Cái này bằng AM trên AM là 1 có đúng không? À, như vậy là từ đây chúng ta suy ra được là 1. Một cộng với BM chia cho AM cộng với 1 cộng CN chia cho AN bằng 3. Như vậy từ đây chúng ta suy ra cái anh này cộng với anh này bằng mấy? Bài này là bài rèn luyện biến đổi rất tốt. Đúng chưa? Bằng 1. Thế thì đến đây các bạn thay vào chỗ này là BM trên AM với CN trên AN bằng 1. Như vậy là thằng này sẽ bằng gì? 5 cộng với AM chia BM cộng với AN chia cho CN. Đó, như vậy vế trái thì bằng như thế. Thế còn bây giờ vế phải thì bằng cái gì? Nào các bạn, bây giờ cho các bạn suy nghĩ tiếp mấy phút. Phải viết ra, phần này các bạn không thể nào nhìn vẽ hình ra nhìn là nó ra được đâu nhá.
Các bạn hãy biến đổi vế phải tương tự như vậy. Sau đó xem nó chúng ta cần phải chứng minh điều gì. Cho các bạn 5 phút để xử lý cái việc đó. Rồi, bây giờ vẽ hình bé bé xinh xinh ở đây thôi.
Bạn nào biến đổi được cái vế phải chưa? Ai biến đổi giúp thầy biến vế phải nhỉ? Trông sợ quá à? Thực ra ý tưởng đã cho ở vế trái rồi đấy. Vế phải làm còn ngon hơn chứ. Thanh Phong biến đổi được vế phải chưa? Đọc đi. BC bình phương chia cho BP nhân với CP. Thì BC chính là PC trừ đi thế này đúng không? Và biến đổi ra thì nó sẽ bằng gì? CP trên BP cộng với BP chia cho CP trừ đi 2, có đúng không? Như vậy từ đây chúng ta thấy là vế phải sẽ bằng gì? 7 đúng không? Cái này đúng không? Được chưa? Thế thì vậy thì điều phải chứng minh bây giờ trở thành cái gì? Thanh Phong. Bây giờ muốn chứng minh vế trái với vế phải bằng nhau thì phải chứng minh cái gì? Đây, vế trái đây. Vế phải đây, thế thì hai cái thằng này muốn bằng nhau thì chứng tỏ là điều gì? Đúng này không? Đúng chưa? Chúng ta chả thấy vâng biết gì cả nhỉ? Không tự tin à? Đúng rồi. À đúng rồi. Thế thì đến đây, đây chính là cái điều mà chúng ta mong muốn. Nếu mà các bạn xử lý được cái này thì coi như là xong. Vậy thì bây giờ nhìn vào hình vẽ. Và ở đây nó đã xuất hiện các cái tỉ số. Và điều phải chứng minh của chúng ta nó đã trở nên đơn giản hơn so với bài toán rất nhiều. Và đã có những cái tỉ số như thế này. Vậy thì chúng ta chỉ cần tạo ra tỉ số. Muốn tạo ra tỉ số các bạn buộc phải kẻ thêm các cái đường phụ thôi.
Và ở đây chúng ta sẽ có cái phương pháp chúng ta kẻ thêm cái đường, tạo ra đường để làm xuất hiện tỉ số như sau. Ở đây từ B, từ A và từ C, thầy sẽ kẻ các cái đường vuông góc xuống cái đường thẳng D. Được chưa? Ký hiệu các cái đường đoạn thẳng này nó sẽ là x, y, z. Từ A sẽ là x, từ B thì sẽ là y và từ C thì sẽ là z. Đó, bây giờ chúng ta nhìn trên hình vẽ và chúng ta nào, bây giờ Thanh Phong tiếp tục. CP trên BP thì bằng cái gì? Anh Phong. CP trên BP thì sẽ bằng, có đúng là bằng z trên y không? Đúng chưa? Nó còn BP trên CP thì nó là y trên z. Tiếp, AM trên BM bằng gì, Thanh Phong? AM trên BM thì sẽ là bằng x trên y. AM chia cho BM, x trên y đúng không? AN trên CN thì bằng gì? Chuẩn chưa? Và đến đây thì điều phải chứng minh của chúng ta tương đương với điều gì? Z trên Y cộng với Y trên Z bằng X trên Y cộng X trên Z. Em nhìn trên bảng không? Có bị khuất cái này không? Khuất cái số 2 không? Có đúng không các bạn? Thay vào thôi. Đấy, bây giờ thầy giáo đã gợi ý đến bước này rồi thì bây giờ các bạn thử làm nốt cho thầy nào. Đến đây là coi như là 90% là xong rồi. Các bạn lưu ý là cái x kia nó là rất hay luôn. Cái x kia nó rất hay. Bởi vì do tính chất trọng tâm thì do tính chất trọng tâm cho nên là cái thằng này là gấp đôi này. Đây chính là một nửa của x này. Nhưng mà cái đấy thì nó lại chính là đường trung bình của cái hình thang. Cho nên là cái đoạn đấy nó chính là bằng x trên 2, hay nó chính là y cộng z trên 2. Ồ, được rồi, chữa nốt chỗ này nhé. Các bạn về xem kỹ cái bài này nhé. Mà nhìn trên hình vẽ thì là y cộng z thì có đúng là gấp đôi đoạn này không? Đây là đường trung bình của hình thang, cho nên gấp đôi đoạn này. Còn theo Taleb thì đoạn này chia cho đoạn này thì bằng 1/2. Như vậy ta thấy x chính là bằng y cộng với z. Được chưa? Như vậy thì cái điều phải chứng minh đây thì nó ký hiệu là cái sao này. Từ đó ta thấy sao tương đương với z trên y. Z trên y cộng với thầy giáo vừa viết lộn cái này, xin lỗi các bạn, viết lộn cái này.
chỗ này phải ngược lại, đúng không? Đây là 7, đây là 5. Như vậy thằng này phải bằng thằng này cộng 2 mới đúng. Chỗ này phải là trừ 2. Trừ 2. À, đến đây ta thấy tương đương với z trên y cộng với y trên z thì bằng x là bằng y cộng z chia y cộng với y cộng z trên z trừ đi 2, và cái này luôn luôn đúng. Đấy. Từ đó chúng ta đã hoàn thành lời giải của bài toán. Được, đúng không? Y cộng z trên y thì tách ra thành 1 cộng z trên y. Thế còn y cộng z trên z thì tách ra bằng 1 cộng với lại y trên z. Vậy 1 cộng 1 là 2 trừ đi 2 hết. Vậy còn lại là z trên y cộng y trên z thì bằng z trên y cộng y trên z, luôn đúng. Đấy. Các bạn ghi lại bài này đi. Nên về nhà tự làm lại, còn viết những ý chính thôi. Ví dụ như là ra vế trái bằng cái này, ra vế phải bằng cái này, xong về nhà tự mà biến đổi. Sau đó đến đây là điều phải chứng minh thì chúng ta nhìn vẽ cái hình này vào và lưu ý là x bằng y cộng z, thế thôi. Bài này các bạn nên về nhà làm, tự mình làm lại, bởi vì thì đã thấy bài này là bài mà kỹ năng biến đổi rồi là rất là tốt thì mới giải được cái bài này đấy. Hằng đẳng thức, định lý Thales, đúng không? Biến đổi tương đương. Ok, chúng ta sang bài toán tiếp theo. Thank you.
Phá nhá. Bạn nào xong câu A chưa?
Ai làm câu A xong chưa? Câu A là câu lấy điểm. Giám khảo trình bày. À đúng rồi. Ngoài cái định lý Thales ra thì muốn có tỉ số, chúng ta còn có cái tỉ số diện tích nữa, hoặc là liên quan đến tính chất của đường phân giác nữa các bạn nhé. Chúng ta nhìn này, HD chia cho AD bằng S gì nhỉ? Bình tĩnh đã, vội thế. Phải bằng diện tích tam giác BHD đã. Chia cho diện tích của tam giác gì? ABD có đúng không? Và đồng thời cũng bằng diện tích của tam giác CHD. CHAD chia cho diện tích của tam giác nào? ACD. Có đúng không? Và chúng ta áp dụng đấy. Con lấy cả hai tự trả này mới lấy BC. Nhớ mới lấy gì? Nhớ lấy BC. À cũng được. Ok. Được rồi, nếu không thì viết này cộng ok của con đơn giản hơn. Đồng ý. HD trên AD thì chính bằng diện tích của cái tam giác BHC chia cho diện tích của tam giác ABC. Hai tam giác này là hai tam giác có chung đáy BC. Vậy thì tỉ số diện tích của hai tam giác bằng tỉ số hai đường cao, tức là HD chia cho AD. Ok. Và đến đây chúng ta tương tự ba cái tỉ số này cũng thế. Vậy suy ra là HD chia cho AD cộng với HE chia cho BE cộng với HF chia cho CF thì chính là bằng diện tích tam giác ABC. S tam giác BHC cộng S tam giác AHC cộng với S tam giác AHB. Và cái này chính bằng S tam giác ABC chia cho diện tích tam giác ABC. Đương nhiên là bằng 1. Rồi ok, xong, ý ra. Em chụp luôn đi. Ý B, trên các đoạn HB và HC thì lấy các điểm M và N sao cho HM thì bằng CN. Chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định. Có nghĩa là khi MN thay đổi thì đường trung trực của nó luôn luôn đi qua một điểm cố định. À, câu B này thì các bạn ghi xong câu A nhé, thì nó sẽ xóa câu A đi. Câu B này chúng ta sẽ dùng cái hình khác một chút, không cần đến cái điểm này. Bước 1 là các bạn hãy làm một cái việc, đó chính là phán đoán điểm cố định. Ít khi chúng ta mò được ra chuẩn lắm các bạn nhé. Và chúng ta hãy phải xét hai vị trí của điểm M và điểm N. Tức là các bạn sẽ lấy vị trí thứ nhất là điểm M và điểm N như thế này. Đây. Đấy. Đây là điểm M, đây là điểm N. Chúng ta sẽ lấy hai cái điểm M và N như thế này. À, sau đó chúng ta nối lại. Và tất nhiên cái công việc này các bạn phải làm rất chính xác,
chứ không phải vẽ hú họa ra được. Hai cái đoạn thẳng bắt buộc phải vẽ bằng nhau. Được chưa? Hai đoạn thẳng bắt buộc phải vẽ bằng nhau. Chính xác. Sau đó dùng compa chúng ta dựng đường trung trực của một đoạn thẳng, phải dựng chính xác. Thế là chúng ta đã được một đường trung trực. Cho vị trí M khác, lấy vị trí N khác, sau đó dựng chính xác vị trí của cái đường trung trực của đoạn thẳng MN mới. Khi đó chúng ta sẽ được hai cái đường trung trực và nó cắt nhau ở đâu thì đấy chính là điểm cố định. Sau đó các bạn làm việc đó xong thì các bạn hãy xem cái thằng đó nó có vị trí so với cái cố định là như thế nào. Ở đây các yếu tố cố định cho đó chính là tam giác ABC, đó chính là BE, đó chính là CF, đó chính là H. Đấy, đấy là những cái yếu tố cố định. Đấy, các bạn vẽ hình ra nháp trước đi để xem bạn nào phán đoán được điểm cố định hay không. Nếu không thì thầy sẽ gợi ý tiếp điểm cố định là gì. Sau đó chúng ta sẽ hoàn thành lời giải của bài toán này. Chúng ta phải rèn luyện bởi vì cái bài toán chứng minh điểm cố định này chúng ta gặp rất nhiều nha các bạn nhé. Thi học sinh giỏi thì đương nhiên rồi, còn chỉ có những cái đề thi vào lớp 10 thôi, đề sở và đề cơ bản thôi, là cũng có những câu chứng minh đi qua điểm cố định. Tất nhiên nó là ở cái ý lấy nửa điểm của bài hình. Bài hình 3 điểm rưỡi thì nó sẽ là cái ý 0,5 điểm. Chúng ta thử xem nào.
ai tin ai phán đoán được điểm cố định chưa? Minh Khang. Dạ chưa này. Chưa. Nguy hiểm nhỉ. Phúc Hưng. Dạ em cũng chưa. Hơi căng. Phương Thảo. Dạ chưa này. Thầy giáo chỉ hỏi các bạn phán đoán được ra chưa thôi. Cái này là bởi vì chúng ta mà không xác định được giặc nó ở chỗ nào thì bắn vào đâu bây giờ. Không phải chuyện chuyện phát xem. Được rồi, đợi thầy một chút, thầy giáo sẽ chuyển cái slide sang bên để chúng ta nháp thêm một tí. Ô, cái này không copy được tiếp à? Anh muốn tạo ra một cái slide. Thôi được rồi, không cần. Đây rồi. Không cần. Chỉ cần nó to to một tí để vẽ hình thôi. Ok, bây giờ bài này nếu như thầy nói cái điểm cố định là gì thì các bạn chắc là sẽ làm được luôn. Trung trực AC thì không đúng rồi. Cái này nó hơi hiểm một tí, là nó không phải nằm trên. Nếu như, nếu mà trung trực AC thì cũng chưa ổn, bởi vì trung trực AC thì nó vô số điểm, như thế thì biết điểm nào là điểm cố định. Điểm cố định thì nó phải là giao điểm của các đường cố định. Ví dụ như là đường thẳng này cố định này, rồi đường thẳng này cố định này, thế thì hai đường thẳng cố định đó cắt nhau thì cái điểm đấy chắc chắn sẽ là điểm cố định. Thế nhưng mà một đường thẳng cố định thì có vô số các điểm nó chuyển động trên cái đường thẳng đấy mà. Góc vuông trong tam giác IBC được không? Góc vuông trong tam giác gì? Trong tam giác bao gồm một điểm là đường cao của A hạ xuống là điểm C. Đợi chút nhé. Đấy. Bây giờ là về việc phải đi vẽ chính xác. Cái này muốn vẽ chính xác được, các bạn biết phải dùng cái gì không? Phải dùng cái này này. Không gỡ được cái này. Lấy cái bỏ này ra cho anh. Xiên một tí, xiên lấy cái đầu bút bi này. Ở đây nhá cho.
Nghĩa là các bạn phải dùng cái compa, các bạn đo khoảng cách nhé. Đấy, hai đoạn thẳng bằng nhau. Đấy, được một vị trí, nhưng mà cái bước mà vẽ đường trung trực của thằng này ấy, các bạn muốn vẽ chính xác ấy, thì các bạn lại phải dùng đến nó. Cái này này. Đương nhiên compa chúng ta dùng nó là phải là chì rồi, đúng không? Lúc các bạn vẽ xong thì các bạn chỉ việc tẩy đi một cái là xong. Đấy. Như vậy là các bạn vẽ như thế chúng ta sẽ thu được một cái đường trung trực. Và đường đấy là đường chúng ta vẽ chính xác luôn. Thôi được rồi, đây thì nó vẽ tạm như thế này nhé. Thước nó hơi ngắn. Đấy. Như vậy là đây cái đường trung trực nó như thế này. Đó, đây là đường trung trực. Sau khi mà chúng ta vẽ được nó rồi thì các bạn lấy tẩy, chúng ta tẩy cái chì đi thế đó. Và nó sẽ nằm phạm vi này. Bây giờ thế tại sao thầy giáo không vẽ lên trên? Bởi vì các bạn nhìn này, khi các bạn đo hai cái đoạn như thế này ấy, bây giờ chúng ta tưởng tượng nhé, tưởng tượng dịch cái điểm này lên đây. Khi cái điểm đây chính là cái bước người ta gọi là phán đoán, chỉ cần vẽ một cái thôi cũng được. Các bạn nhìn nhé, đây là điểm gì nhỉ, M à? Hai đoạn này lưu ý bằng nhau này. Thế thì khi mà M trùng với H thì N trùng với cái gì? Cả lớp. Khi M trùng với H thì N của chúng ta trùng với điểm C. Vậy thì trung trực của MN chính là trung trực của cái gì? Thế bây giờ đã phán đoán được chưa? Như vậy các bạn đã phán đoán được cái điểm cố định nó nằm trên cái đường gì chưa? Phán đoán là khi M mà tiến tới H thì N tiến tới C. Vậy thì trung trực của MN sẽ tiến tới đường trung trực của HC. Như vậy thì cái điểm cố định của chúng ta là chắc chắn nó phải nằm trên đường trung trực của HC, được chưa? Bây giờ chúng ta đi vẽ trung trực của HC. Cái đường đấy đương nhiên nó là cố định rồi, tuy nhiên là như thầy vừa nói là cái HC, cái đường trung trực nó cố định, nhưng mà trên đấy nó có vô số điểm thì biết điểm nào mà cố định và điểm nào thì không cố định, đúng không? Ok. Chết rồi. Ok nhá, cứ vẽ đây nhá. Hình như nó chính là cái điểm mà thầy vẽ này mà. Nó na ná là cái điểm này. Ok, chúng ta phán đoán được ra cái điểm đấy rồi. Bỏ cái này đi nhá. Như vậy là chúng ta đã phán đoán được nó là cái điểm này. Nó là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng HC. Rồi, ok, bây giờ chúng ta bắt đầu đi nối. Nối nó với HC để xem nó có cái gì không. Chúng ta trình bày, chúng ta sẽ gọi giao điểm của gì? Của trung trực HC và trung trực của MN thì là điểm O. Và chúng ta sẽ chứng minh cái điểm O này nó là điểm cố định. Bây giờ nó đã nằm trên cái đường nó đã nằm trên trung trực của HC thì nó cố định rồi. Bây giờ nó lại nằm trên trung trực MN.
Các bạn có nhìn thấy cách vẽ này chúng ta thấy được điều gì không? Đấy. Cho các bạn suy nghĩ 3 phút. Trong khi chờ đợi thì thầy sẽ biết những cái cần thiết. Cái kia chỉ là phán đoán đó các bạn nhé. Cái mà bên góc bảng bên kia là thầy gợi ý cho các bạn, chứ không phải là ghi vào lời giải. Đây, lời giải. Các bạn suy nghĩ tiếp đi, để giáo biết cái chỗ này thôi. Là gọi giao điểm, gọi ô là giao ô là giao điểm trung trực HC. Như vậy là chúng ta sẽ có được hai cái đoạn thẳng bằng nhau. Ai làm xong rồi? Đấy, suy nghĩ một tí nhá. Bye bye cho các bạn về nhà. Như thế này rồi mà các bạn vẫn chưa biết là chúng ta làm gì tiếp theo à? Các bạn có nhìn thấy quen thuộc khi thầy vẽ các cái đoạn thẳng mà nó cùng màu kiểu như thế này không? Không đều đâu. Đừng bị lừa, không đều đâu. Nói lại nhá, ô đang nằm trên đường trung trực của HC và nó cố định rồi. Cái đường trung trực ấy nó cố định rồi.
Nhưng mà đường trung trực cố định mới chỉ được có một cái cố định thôi. Các bạn muốn chỉ ra điểm O cố định thì các bạn phải chỉ ra O nó phải nằm trên một đường nữa cố định. Các bạn hãy tìm cách chỉ ra điều đó. MON á? MON cố định để làm gì? Kể cả có chứng minh được thì cũng để làm gì? Bởi vì M với N nó thay đổi mà. Các bạn hãy suy nghĩ xem từ tam giác bằng nhau các bạn suy ra được cái gì. Viết thêm một dòng nữa nhé. Suy ra tam giác OMH bằng tam giác ONC cạnh cạnh cạnh. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được điều gì? Mà từ điều đó thì các bạn sẽ dẫn tới được điểm O là cố định. Đấy. 3 phút nữa nhé, nếu không làm xong thì thầy giáo sẽ chữa. Ok, mời Chí Kiên nào. Suy ra được các O là CO. Cái gì? Sẽ có các O là CO là góc trụ. Góc nào? Đọc đọc tên lại xem nào. Góc MHO là CO. MHO. Thế là góc này à? Bằng góc này à? Vâng ạ. Thế thì sao? Là CO là suy ra MHO bằng NCO. Ok. Tiếp đi. Mà OH thì lại bằng OC, cho nên suy ra là OHC thì bằng NCO hay là OCN, đúng không? Chuẩn chưa? Vậy sao nhỉ? Vậy MHO bằng OHC. Thế thì sao? Là HO là tam giác BHC. Đúng rồi. H
HO là phân giác của góc BHC. Mà góc BHC có phải là cố định không? Góc BHC này là góc cố định, cho nên là tia phân giác HO của nó là cố định. Như vậy là HO cố định. Do đó O thuộc giao điểm của cái gì? Của trung trực HC và tia phân giác của góc BHC. Suy ra trung trực MN qua O cố định. Đấy. Thế còn thực ra bài này là bài phán đoán điểm cố định, nó dễ các bạn nhé. Các bạn biết tại sao dễ không? Dễ vì cái này này. Vì cái bước phân tích đấy của chúng ta. Em có cái khác. Nói đi. Vâng. Phân giác hai phân giác trên bàn cao chia làm gốc mổ là bằng gốc NOC. Ừ. Thì ta sẽ được gốc HOC là nó sẽ bằng gốc mẫu N. Đúng. Mà HOC cố định. HOC cố định bao giờ? Đâu, chứng minh như thế nào được HOC cố định? Nếu chứng minh được thì ok. Nếu mà chứng minh được góc HOC cố định thì xong luôn, bởi vì tam giác HCO cố định, vậy thì O phải cố định chứ còn gì nữa. Đúng Phúc Hưng. Vâng. Ừ. Ok. Rồi xong, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây thôi. Các bạn về nhà xem kỹ lại như thầy nói, các bạn nên làm lại cái bài này. Nên làm lại cái bài mà thầy viết lúc đầu ấy. Các bạn hãy tự nhìn những cái ý chính, sau đó tự mình triển khai viết lại nhé. Đấy, sau đó là chúng ta xử lý cái bài tập về nhà làm bài tiếp theo này. Bài ngắn ngắn thế này thôi. Câu số 3, được chưa? Ok, chào các bạn nhé.